kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần dự báo chi tiết các khu vực trong toàn tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin dự báo thủy văn hạn ngắn trên các lưu vực sông thuộc khu vực tỉnh Lai Châu. Quý vị và các bạn thân mến, trên khu vực sông Đà tại trạm Bắc Ma, diễn biến của tình hình thủy văn 10 ngày qua từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11 năm 2021. Tuần qua thì xuất hiện một trận lũ với biên độ lũ là 357 cm. Mực nước đỉnh lũ xuất hiện lúc 21 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2021, đo được là 29.858 cm. Những ngày còn lại thì mực nước dao động theo điều tiết từ Trung Quốc và Thủy điện Lai Châu. Và dự báo thì cảnh báo trong 10 ngày tới, từ ngày 11 cho đến ngày 20 tháng 11 năm 2021, diễn biến xu thế mực nước biến đổi theo điều tiết từ Trung Quốc và Thủy điện Lai Châu. Trên lưu vực sông Nậm Na tại trạm Nậm Giàng, diễn biến tình hình thủy văn 10 ngày qua, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11. Trong tuần thì mực nước dao động theo điều tiết từ các thủy điện. Dự báo cảnh báo trong 10 ngày tới đây, tức là từ ngày 11 cho đến ngày 20 tháng 11, diễn biến xu thế mực nước sẽ dao động theo điều tiết từ các thủy điện Nậm Na Ba, Lai Châu và Thủy điện Sơn La. Tiếp tục trên lưu vực của sông Nậm Bùm tại trạm Nà Hừ, diễn biến tình hình thủy văn 10 ngày qua, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11, mực nước dao động theo điều tiết từ các thủy điện nhỏ trên lưu vực. Dự báo cảnh báo trong 10 ngày tới đây, tức là từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 11, diễn biến xu thế mực nước sẽ biến đổi theo điều tiết từ các thủy điện nhỏ trên lưu vực. Còn trên lưu vực của sông Nậm Mù tại trạm Ta Sa, diễn biến tình hình thủy văn trong 10 ngày qua thì mực nước biến đổi chậm. Dự báo trong 10 ngày tới, tức là từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 11, diễn biến xu thế mực nước biến đổi theo điều tiết từ các thủy điện Bản Chát, Hội Quảng và các thủy điện nhỏ trên suối Nậm Kim. Bây giờ là phần dự báo chi tiết thời tiết khu vực trong toàn tỉnh Lai Châu. Nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi cao, trời rét đậm, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 12 đến 25 độ, vùng núi cao từ 10 đến 16 độ và độ ẩm từ 75 đến 98%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm 80 đến 97%. Tại huyện Mường Tè, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm 80 đến 95%. Sinh Hồ là khu vực có nhiệt độ thấp nhất trong toàn tỉnh, từ 10 đến 16 độ và độ ẩm từ 80 đến 95%. Huyện Than Uyên có nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm từ 75 đến 98%. Cùng đến với huyện Nậm Nhùn, tại đây có nhiệt độ từ 18 đến 25 độ và độ ẩm dao động trong khoảng là từ 80 đến 95%. Huyện Tam Đường có nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm 75 đến 98%. Và Tân Uyên cũng có nhiệt độ tương tự, dao động trong khoảng là từ 14 đến 22 độ, độ ẩm từ 75 đến 98%. Và cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ, tại đây có nhiệt độ từ 18 đến 25 độ và độ ẩm 80 đến 95%. Và trên đây là phần dự báo chi tiết các khu vực trong toàn tỉnh Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.